Tôi sắp sửa đi câu lương. Tôi đang tính vũ nhỏ đi câu lương các bạn. Nhỏ làm ngủ là sướng không? Nằm ở đây mát ấy, ngủ luôn rồi. Nhỏ cũng ngon các bạn. Ngủ mà tôi phá không biết luôn. Dậy đi ông, dậy đi câu lương nè. Đây. Hả? Dậy đi câu lương nè. Chào tất cả các bạn đi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi với Giỏi đi câu lương. Đi, vô trong. Phong đang lùa bèo các bạn. Giờ thì tôi đi dọc dọc mấy cái chỗ này để mình câu lương. Đi, vô trong chuẩn bị đồ nghề, đi câu thôi. Giờ tụi tôi chuẩn bị đi câu lương các bạn. Đây là hai cái dây câu lương. Nói thẳng là cái cần câu lương đi ha. Đây. Đây là cái lưỡi mà không ngạnh đó các bạn. Các bạn câu lương là dùng lưỡi không ngạnh nha. Cái lưỡi của nó thì nó dài hơn. Cái lưỡi này hơi ngắn nhưng mà cũng được, không sao hết, tụi tôi câu rồi. Tôi thấy cảm thấy ok cho nên là câu tiếp. Các bạn có thể làm tự làm lưỡi câu lương hoặc là mua cũng được, không sao hết. Đây, sợi dây. Các bạn xe cho nó thật là chắc. Bạn thấy không? Nó thật là chắc nha. Đó, khi các bạn xe xuống cái lỗ lương á thì nó sẽ không có bị giống như là nó không bị trùng á. Mình dễ câu nữa. Rồi. Bây giờ tôi với nhỏ sẽ đi ra ngoài đồng ngoài đây để mình câu các bạn. Tỉnh ngủ chưa? Hả? Rồi. Rồi. Bắt đầu. Hành quân thôi. Cho nhúc đẹp rồi các bạn. Tuyệt vời. Ăn rất là ngon. Bây giờ mình móc mồi cho câu các bạn. Này tôi câu bằng mồi trùng. Các bạn có thể câu mồi tép nếu muốn nhảy. Trùng cũng được, không sao hết. Đây. Tôi sẽ câu mấy cái mép này nè các bạn nè. Đây là cây ta tượng nè các bạn. Ủa không phải. Cây môn. Mấy cây ta tượng thì tôi vòng ở dưới kia để mình có ăn. Ăn cái gì mình ăn. Giờ đi kiếm hang lương các bạn. Nước có lên mất tiêu rồi. Nay câu hơi khó rồi. Ở đây gió quá các bạn thông cảm nha. Bên đây bình thường là nay nước mở bọng nước cao quá anh Phong. Hả? Thầy còn khó tí mà.
Anh hai các bạn đang vớt bèo để cho cá ăn. Kèo quá. Chừng chọi ốc ở đầu em á, Đông ơi. Đấy rồi. Chọi ốc quay lên nè. Ốc chọi phát bẻ đầu luôn các bạn. Đâu chưa qua anh em trả một trả bom coi. Ê. Trời ơi. Vớt dữ rồi. Ốc bự lắm các bạn. Nó ăn bèo dữ lắm. Giờ đi kiếm có không nhỏ ơi? Nước cao quá. Nay nước dòng. Con dế nè các bạn. Con dế nè. Đây. Tôi nghĩ đây. Phải không? Không phải. Dế dưới đây đã đi trên bèo. Cái này là cấu này phải kiên nhẫn các bạn. Còn mà mình dội là không được rồi. Nước sâu quá phải mò thôi. Kiếm hang các bạn. Kiếm được hang hả? Sâu quá anh kiếm được á. Trào quá. Chắc qua bên kia quá. Đây đây. Việc lại là cứ chờ đợi các bạn xem nó có. Chờ đợi thôi các bạn.
bạn để một chút xíu cho nó xem nó có ăn không. Thường lươn nó ăn tạp lắm, khó là nó hốt ra, nhưng mà mình phải để cho nó có thời gian ha. Có là nó ăn liền à các bạn. Nãy tôi như tôi chỉ mình không phải, hình như tôi dẫm lên cái giày sao á, hay là nó ăn không biết nữa. À đúng rồi nhỏ ơi nhỏ, các bạn thấy nó kéo xuống không? Nhỏ 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 ơi, nhỏ nó kéo xuống này các bạn thấy không? Đó, kéo xuống nè, các bạn cứ để cho nó kéo xuống nha. Em mở cái thùng vô đi. Ừ, lát anh giật, anh lát anh giật lên á. Nè, lát anh giật lên, em túm nè, em túm như này nè, cho nó khỏi chảy nha. Rồi, các bạn thấy nó kéo xuống đây, anh nằm im được không? Rồi, cứ để cho nó nuốt đi. Đó, nó đang nuốt rồi đó. Bây giờ mình sẽ giật nó lên cho các bạn xem. Rồi, anh giật lên em đỡ tay nha. Cho chảy cho bạn hùng nha. Rồi, nuốt rồi. Rồi nó ăn hết rồi. Cắt móc mồi vô nha lên. Móc mồi vô nha. Hết mồi luôn rồi các bạn. Sao hết. Nói như đúng rồi, giật lên nhỏ chụp, giật lên có cái lưỡi không, mồi không còn nữa. Không sao đấy các bạn, mình tiếp tục câu nó. Câu thêm lần nữa xem là nó có ăn không các bạn nha. Tôi giật hơi chậm. Thật ghê. Bình thường là nó ăn, nó kéo xuống như vậy, nó giữ lại một chập, nó đang nó là lúc nó đang nuốt vô các bạn giật là vừa rồi. Mà do con này nó chắc có thể là nó quá khôn hay sao. Im nhỉ. Còn đó là ăn nữa à. Đó, các bạn thấy không, các bạn thấy không, nó kéo đi các bạn thấy không,
Đang kéo đi nè, nhỏ nè, nhỏ. Nó đang thấy kéo đi, các bạn thấy nè. À, kéo luôn, kéo xuống nè. Ở nhỏ ơi, ra đây phụ anh tay coi. Ừ. Hết mồi rồi. Gì kỳ vậy? Mày giật luôn đi. Ở đâu con này sao ngủ ta? Hết luôn á. Còn nhanh lắm. Khó ra kìa luôn. Cứ móc mồi để anh ngó ra. Dạ, rồi. Đang hết hai miếng mồi. U, nó táp xuống, kéo xuống luôn nè các bạn. Bạn thấy không? Mới thả xuống nó kéo xuống luôn nè. Nhỏ ơi, phụ anh nhỏ ơi. Nhỏ, phụ anh nè. Con này chết. Phụ nha. Này. Ui ui. Còn một miếng xíu. Nha đây nha, móc đi, móc đi. Ông lần đầu tiên tôi câu con lươn mà nó ăn cái kiểu này các bạn. Tôi kéo anh giật liền cho nó xem thế nào. Có lươn đúng là nó kéo mà mình đâu có giật dội được. Tôi có thả lại mà nó không ăn các bạn. Rồi, đi kiếm chỗ khác thôi. Đây. Trời mưa các bạn. Tôi mới ra câu mà trời mưa rồi. Tôi mới kiếm được một cái hang nữa. Nhỏ chạy vô trong trời đi. Anh dán câu cho các bạn xem coi. Biết được không? Không biết. Tại vì trời mưa các bạn ơi. Hôm nay hôm qua mưa quá các bạn. Hôm nay tới để mình tiếp tục câu lươn. Cái lỗ này là hôm qua là tôi câu mấy lần mà nó sảy nè. Tôi mới đút tay xuống thì cái lỗ thì nó vẫn bình thường. Giờ mình tiếp tục câu. Tôi mới lấy cái sợi dây câu lươn của tôi. Hôm qua có làm hai sợi dây kia mà câu không có ngon các bạn. Rồi. Chờ thôi. Nhỏ đi lên trên chòi nè. Lên cái láng nè. Hình như là lươn nó ăn hay sao á. Tôi mới thả vô à, mới móc mồi thả vô à. Đúng rồi, con lươn nó ăn rồi các bạn. Nhỏ ơi, nhỏ ơi. Nhanh lên, phụ anh ơi. Tôi mới thả xuống à. Hôm qua tôi giật ở đây mấy lần cũng được nè, được chưa? Rồi, em cầm anh giật nha. Chụp lại. Không, nó chừng nó chui vô bùn. Đừng để nó chui vô bùn. Sao? Cấu nó nhỏ, cấu á. Được một con rồi các bạn. Đừng để nó chui vô bùn. Cho vọc nè. Đây nè. Lấy cái cho vọc nè. Thôi có lên nha lên. Nhỏ quá trời.
ơi. Chút ép à, câu nó cái à. Câu ý bọc. Em câu nó cái á, là em cho vô lên là nó đâu bò được. Ừ, được một con các bạn. Hôm qua mưa quá, đang câu mà mưa quá, hôm nay ra câu. Thì ra cái con này nó quá nhỏ các bạn. Có chút ép à. Cho nên là hôm qua tôi câu sổng mấy lần luôn. Hôm nay tôi mang cái sợi dây đâu rồi, cái sợi dây đâu rồi. Đây, cái sợi là của tôi nè. Cái sợi của tôi nè. À các bạn. Đó, da câu là mới được á. Một con. Rồi. Tiếp tục thôi. Hôm qua không mưa là tôi chạy lên tôi lấy cái lưỡi này nè. Thì câu mới được. Cái lưỡi kia câu không có ngon các bạn. Rồi, gắn mồi giùm anh cái coi. Một em, kệ nó, nhỏ nhỏ cứ để đây. Lát con câu xong tính, để xuống lấy cái thùng hả? Thùng để dưới biệt thự phải không? Để xuống lấy nha, em mắc mồi nha. Cái lụa. Ừ. Hôm nay là một ngày không may mắn rồi các bạn ơi. Tôi với nhỏ câu nãy giờ mà được con cực kỳ bự luôn. Mà có một điều đặc biệt nữa các bạn. Này nhỏ cầm cái thùng nè. Là tụi tôi không có câu, không có câu vô miệng nó mà câu ở dưới cái bụng đó các bạn. Không hiểu. Cái này là không hiểu đâu các bạn. Câu ở dưới cái bụng đó các bạn. Giật lươn dưới bụng đó. Được con khổng lồ luôn. Con này thôi, cái bây giờ mình thả đi. Khi nào lớn mình bắt nó lại các bạn. Tôi quay cho các bạn xem nhỏ nè. Nó chút ép à. Đó, dưới cái bụng đây các bạn thấy không, đây nè. Đây nè, cái chỗ tụi tôi câu ở đây nè. Đó, tôi cầm tôi kéo lên. Hay nè. Tại vì con này nó quá nhỏ rồi cái miệng đó nè. Tại cái lưỡi tôi nó bén á. Cái lưỡi nhất á, nó bén lắm. Đây nè, câu dính ở đây nè. Rồi giật cứ lên luôn. Chút ép à. Chứ không có câu vô miệng nha các bạn. Cái lưỡi đó không có câu vô miệng đó, đúng không nhỏ? Đây, tôi quay kỹ cho bạn xem. Đây nè. Đâu có dính miệng đâu, dính miệng đã chảy máu rồi. Lươn nhiều máu lắm. Không vô miệng đó các bạn. Mà vô cái người nó mới ghê chứ. Anh thấy nó ngóc cái đầu lên rồi. Cái nó kéo xuống cái là anh giật lên mà sao thì vô bụng á nè. Thôi, thả đi. Hôm nay một ngày không may mắn các bạn. Nhưng mà cũng khá là vui. Câu được em này vui ghê á. Thôi, thả đi. Thả đi. Để mai mốt cái lớn mình câu lên tiếp quá. Đây, trường xuống đây. Bắt. Rồi đi. Thôi, mình với nhỏ xin kết thúc video đây. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Nếu như bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người xem. Xin chào tất cả các bạn. Một ngày câu lươn, được câu lươn khổng lồ luôn.